Mến chào quý khán giả đã quay trở lại với kênh Nghĩa Nguyễn TV. Trong video lần này, mình xin chia sẻ về cách chúng ta sẽ tạo dựng một cái sân khấu ảo thật là tuyệt vời chỉ bằng với một bức ảnh về sân khấu. Và chúng ta đã có một sân khấu thật hoành tráng. Đảm bảo khi các bạn đứng hát trên sân khấu này, các bạn sẽ nổi tiếng toàn cầu, ai cũng biết đến các bạn. Quá ghê gớm luôn. Ngay bây giờ, để không làm mất thời gian của quý khán giả, chúng ta sẽ đến với video ngay sau đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ mở ứng dụng Kymeter lên. Sau đó các bạn bấm vào tạo mới. Chúng ta chọn tỷ lệ khung hình 16:9. Chúng ta bấm vào tạo ra. Ở bước tiếp theo thì các bạn cần một cái bức ảnh nền của một cái sân khấu. Và ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn và đã qua xử lý. Ok. Tiếp tục mình sẽ chọn vào bức ảnh này. Mình chọn lia máy và zoom để phủ đầy màn hình. Chúng ta dùng hai tay kéo để phủ đầy màn hình như thế này. Và chúng ta bấm bằng với vị trí kết thúc. Và mình sẽ kéo cái bức ảnh này ra với thời lượng là khoảng 15 giây chẳng hạn. Tiếp tục, ở các bước tiếp theo là chúng ta chỉ trang trí và chúng ta thêm những cái cảnh vật làm cho cái sân khấu của chúng ta trở nên lộng lẫy hơn. Đầu tiên thì mình sẽ trang trí những cái ánh đèn ở trung tâm của sân khấu. Mình sẽ bấm vào lớp, mình chọn vào nhãn dán. Ok, thì đây sẽ có những cái nhãn dán mà mình đã tải về máy. Thì các bạn có thể bấm vào cái hình cửa hàng này và các bạn chọn vào phần nhãn dán này và các bạn tìm kiếm những cái ánh đèn sân khấu và chúng ta sẽ tải về máy của chúng ta để chúng ta trang trí sân khấu của mình. Ok, bây giờ chúng ta quay lại thì mình sẽ trang trí cái ánh đèn ở trung tâm trước. Thì mình sẽ chọn cái ánh đèn như thế này và mình sẽ đặt ở giữa. Ok, chúng ta sẽ căn chỉnh cho phù hợp. Ok. Tiếp tục là mình sẽ trang trí những cái ánh đèn ở hai bên này. Ở hai bên này. Ok. Các bạn bấm vào lớp, chọn vào nhãn dán. Và chúng ta sẽ lựa chọn những cái ánh đèn phù hợp. Mình sẽ thu nhỏ nó lại và mình sẽ xoay chiều lại. Ok, sau đắp ra. Tiếp tục chúng ta bấm vào dấu 3 chấm, bấm sau đắp. Như thế này. Và ở bên trái thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Chúng ta cũng sẽ bấm vào lớp, chọn vào nhãn dán. Và chúng ta lựa chọn những cái ánh đèn phù hợp để trang trí. Ở đây thì mình sẽ chọn màu ngược lại là màu xanh. Xanh da trời. Và mình sẽ quay nó lại như thế này. Chúng ta căn chỉnh cho phù hợp là được. Ok, chúng ta bấm vào dấu 3 chấm và chúng ta sao đắp ra. Tiếp tục bấm vào dấu 3 chấm và chúng ta sao đắp ra. Bây giờ là chúng ta sẽ đặt những cái ánh đèn ở phía trên đây. Chủ yếu mục đích là làm cho cái sân khấu của chúng ta nó trở nên đầy màu sắc hơn và cũng như là cân đối hơn. Không bị quá đơn điệu. Thì mình sẽ đặt những cái ánh đèn phù hợp. Ở đây thì mình sẽ chọn màu xanh. Mình sẽ đặt ở đây, vị trí này và mình sẽ sao đắp nó lên. Chúng ta chỉ cần căn chỉnh phù hợp là được.
Ok, phía bên tay phải mình sẽ làm ngược lại và mình sẽ chọn vào cánh đèn màu xanh dương. Và mình tiếp tục tinh chỉnh cho phù hợp. Tiếp tục sau đắp ra. Ok, mình sẽ trang trí thêm hai cái đèn nhỏ ở hai bên này. Mình sẽ tiếp tục bấm vào lớp, chọn nhãn dán. Và mình sẽ trang trí ánh đèn màu tím. Thì mình sẽ chọn màu tím này. Mình sẽ xoay chiều nó lại như thế này. Ok, tiếp tục sau đắp. Và mình sẽ chọn vào xoay chiều. Thì mình thấy là ở trên nó sẽ có 6 cái bóng đèn được chia đều ở hai bên như thế này, và mình sẽ trang trí những cái bóng đèn này bằng những cái vật liệu phù hợp. Thì ở đây mình sẽ bấm vào lớp, mình chọn vào nhãn dán và mình sẽ tìm cái ánh đèn phù hợp để trang trí. Ok, mình sẽ chọn ánh đèn này và chúng ta sẽ tinh chỉnh cho phù hợp là được. Ok, chúng ta sẽ sau đắp ra. Tiếp tục chúng ta sau đắp. Tiếp tục chúng ta sẽ sau đắp ra. Và bên đây thì mình sẽ chọn vào xoay hoặc là chế độ phản chiếu để mình quay ngược lại. Ok, như thế này. Chúng ta tiếp tục sau đắp. Tiếp tục chúng ta sau đắp ra. Thì chúng ta sẽ có những cánh đèn như thế này. Và các bạn chú ý là ở trên chúng ta còn có hai cái ánh đèn bự. Đây là những cánh đèn để rọi vào cái trung tâm của sân khấu. Cho nên mình cũng sẽ thêm cái hiệu ứng ở đây. Và mình chọn cánh đèn cho phù hợp. Thì mình có thể đặt như thế này. Ở chiều cùng lại mình sẽ sau đắp ra. Và mình chọn vào xoay hoặc là chế độ phản chiếu và mình sẽ quay ngược cái ánh đèn này lại. Như thế này. Và chúng ta chỉ cần căn chỉnh cho phù hợp là được. Các bạn cứ làm ở các bước này, chúng ta chậm rãi để cho cái sân khấu của chúng ta nó trở nên hài hòa hơn. Ok, nếu mà cảm thấy ổn rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục trang trí các phần còn lại. Thì ở chính giữa này, chúng ta thấy là cái sân khấu của chúng ta nó sẽ có một cái màn hình ở trên thực tế. Thì ở đây, khi mà trang trí sân khấu thì mình cũng sẽ thêm một cái màn hình giống như vậy, để cho cái sân khấu của chúng ta nổi bật hơn. Thì các bạn cần một cái video chúng ta lấy từ trên mạng về. Thì đây là cái video mà các bạn có thể yêu thích để chúng ta làm một cái màn hình ở phía sau cái sân khấu này. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn và mình bấm vào phương tiện.
và mình sẽ chọn cái video mà mình đã chuẩn bị sẵn. Ở đây thì mình chọn một cái video, đó là một cảnh về một cái vườn hoa mặt trời và ở trên là một cái bầu trời xanh mây trắng rất là đẹp. Ok, mình sẽ tinh chỉnh cho phù hợp thôi. Và các bạn sẽ bấm vào dấu ba chấm, các bạn bấm vào đưa về sau cùng để cho cái ánh đèn có thể là phủ lên cái màn hình thì chúng ta nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn. Bây giờ tiếp tục thì mình thấy hai bên này còn trống thì mình sẽ trang trí những cái chiếc cây ở đây. Thì mình sẽ bấm vào lớp. Mình bấm vào phương tiện. Và mình sẽ cho một cái chiếc cây như thế này. Phóng to lên một xíu. Ok. Và mình thấy cái chiếc cây như thế này thì chúng ta nhìn nó chưa có đúng với thực tế lắm, thì mình sẽ phủ thêm ở xung quanh gốc cây một vài cái viên sỏi để trông giống một cái bồn hoa hơn. Mình sẽ chọn lớp, chọn vào phương tiện. Và mình sẽ đặt những cái hòn sỏi như thế này. Ở phía bên phải thì chúng ta cũng làm tương tự, chúng ta chọn vào phương tiện. Và mình sẽ chọn một cái chiếc cây khác. Ví dụ như là cây này chẳng hạn. Và mình đặt nó ở đây. Các bạn chỉ cần tinh chỉnh cho phù hợp là được. Ok, tiếp tục mình sẽ cho thêm những cái hòn sỏi xung quanh cái chiếc cây này. Ok. Bây giờ tiếp tục là mình sẽ trang trí ở khu vực trung tâm của sân khấu, thì mình sẽ dựng thêm hai chiếc hàng rào với những cái dây leo ở hai bên đây. Thì mình sẽ tiếp tục bấm vào lớp. Mình bấm vào phương tiện. Và mình sẽ chọn cái chiếc hàng rào phù hợp mà mình đã chuẩn bị sẵn. Và chúng ta chỉ cần đặt ở một vị trí tương đối là được. Và chúng ta bấm vào dấu ba chấm, chúng ta sao đớp ra. Rồi bây giờ là mình cần có những cái dây leo ở trên hàng rào thì mình sẽ bấm vào lớp, mình bấm vào phương tiện và mình sẽ cho những cái chiếc dây leo ở trên hàng rào này. Mình sẽ sao đắp ở bên còn lại và mình sẽ xoay chiều lại. Ok, như thế này. Thì những cái chiếc cây hay là những cái hòn đá hay là hàng rào hay là dây leo thì đây là toàn bộ những cái hình ảnh mà mình tải trên Google và cũng đã qua xử lý, đó là sẽ tách nền để chúng ta cắt ghép. Thì nếu như mà các bạn nào chưa biết cách để tách nền thì các bạn có thể xem những cái video trước của mình về cách chúng ta tách nền để chúng ta tham khảo và chúng ta sẽ chọn những cái vật liệu trang trí phù hợp cho cái sân khấu của mình. Ok, thì bây giờ mình sẽ kéo dài cái thời lượng những cái vật liệu trang trí này cho nó phù hợp với thời lượng của sân khấu. Ok, sau khi mà chúng ta đã kéo dài những cái thời gian của các vật liệu trang trí trên sân khấu thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại tiếp tục trang trí sân khấu của chúng ta. Thì ở đây mình sẽ cần những cái ánh đèn ở hai bên của cái lối đi này. Thì mình sẽ tiếp tục bấm vào lớp, mình chọn vào nhãn dán và mình sẽ chọn những cái ánh đèn phù hợp để mình trang trí.
và mình sẽ chọn cái ánh đèn như thế này, mình trang trí vào và mình sẽ đặt ở cái vị trí phù hợp. Và mình sẽ sau đắp ở bên còn lại và sẽ xây chiều nó lại. Ok, như thế này. Và ở đây thì nếu như các bạn cảm thấy cái sân khấu chưa đủ lung linh, chưa đủ đẹp mắt, các bạn có thể bắn pháo bông luôn ở trong sân khấu. Quá là tuyệt vời luôn các bạn, sân khấu chúng ta có thể bắn thêm pháo bông nữa. Đây mình sẽ lựa chọn những cái hiệu ứng pháo hoa như thế này. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ thêm một cái hiệu ứng pháo hoa nữa đi. À, cho hai bên nó cân xứng. Ở bên còn lại thì chúng ta cũng làm tương tự, chúng ta sẽ chọn những cái hiệu ứng pháo hoa phù hợp. Các hiệu ứng này thì các bạn sẽ tìm thấy ở trên cửa hàng của Kameter. Và đây là Kameter phiên bản không có logo và được sử dụng đầy đủ những cái tính năng giống như là cái bản RAW. Và chúng ta không cần phải trả phí. Và nếu như các bạn nào mà chưa có tải cái ứng dụng này thì các bạn có thể tham khảo ở cái video mà mình đã chia sẻ ở trước đó. Thì tiếp tục chúng ta sẽ thêm một cái hiệu ứng pháo hoa khác. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tinh chỉnh lại thôi. Ta sẽ kéo dài thời gian của các hiệu ứng này ra. Để cho bằng với thời gian của sân khấu của chúng ta. À, tiếp tục, nếu như mà các bạn cảm thấy sân khấu của chúng ta vẫn chưa được nổi bật hơn nữa thì bây giờ chúng ta có thể thêm những cái cảnh quan ở xung quanh cái sân khấu này. Thì mình sẽ cho một cái cành đào và một cái vài cái chiếc lá tre để làm cho cái sân khấu của mình nó trở nên đẹp mắt hơn. Thì mình sẽ bấm vào thương tiện. Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ lựa chọn những cái chiếc lá tre như thế này. Thì những cái chiếc lá tre này mình cũng đã tách nền ra rồi. Và chúng ta sẽ tinh chỉnh cho phù hợp là được. Ở phía còn lại thì chúng ta cũng làm tương tự. Chúng ta chọn vào phương tiện. Ok, và chúng ta cũng sẽ kéo dài thời gian của những cái hiệu ứng này. Thì sân khấu của chúng ta cũng tương đối là ổn rồi. Bây giờ thì mình cần một cái hàng chữ
ở trên phía trên cái màn hình này. Ví dụ như là khi mà chúng ta sử dụng những cái video về cái sân khấu này để chúng ta hát giao lưu thì các bạn cũng có thể tạo ra những cái dòng chữ ở trên đây để chúng ta làm cho cái sân khấu nó trở nên đẹp mắt hơn. Ví dụ như là mình viết một cái dòng chữ đó là vần trăng cổ nhạc để mình trang trí thêm. Thì ở đây mình cũng đã chuẩn bị sẵn một cái video mà mình làm hiệu ứng cho cái dòng chữ đó, thì mình chỉ chọn vào phương tiện và mình sẽ OK. Thì đây là cái dòng chữ mà mình đã chuẩn bị sẵn, có nền xanh thì mình sẽ xóa cái nền xanh đi, mình chọn phím chroma ma mình bật lên và chỉ cần căn chỉnh cho phù hợp là được. Sau đó thì mình sẽ thu phóng và đặt ở giữa như thế này. Thì tùy theo những cái mục đích, những cái nhu cầu của các bạn thì các bạn cũng có thể đổi tên cái chương trình cho phù hợp. Ví dụ như là câu lạc bộ ca hát hoặc là giao lưu bốn phương vân vân vân. Ở đây thì mình chỉ làm mẫu để các bạn hình dung. OK. Thì chúng ta sẽ xem lại cái thành quả mà chúng ta đã làm. Các bạn có thể thấy khá là ổn rồi. Và các bạn khi thấy những cái trên sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp thì chúng ta thấy là đôi khi sẽ có những cái làn khói ở trên sân khấu. Như vậy thì tạo một cái cảm giác rất là chuyên nghiệp cho sân khấu khi mà biểu diễn. Thì ở đây trên Key Master thì chúng ta cũng có thể tạo ra được một cái làn khói tương tự như vậy. Thì các bạn sẽ bấm vào nhãn dán và các bạn bấm vào cái hiệu ứng sương mù bí ẩn, và bây giờ thì chúng ta có bốn cái hiệu ứng. Tuy nhiên thì các bạn sẽ lựa chọn cái hiệu ứng phù hợp. OK, mình sẽ lựa chọn cái hiệu ứng như thế này. Và chúng ta chỉ cần căn chỉnh phù hợp là được. OK, bây giờ chúng ta sẽ xem lại toàn bộ thành quả của chúng ta từ nãy giờ mà chúng ta tạo nên một cái sân khấu có hồn hơn, rồi cũng như là màu sắc hơn để chúng ta có thể dùng cho các mục đích, ví dụ như là chúng ta đăng tải trên YouTube hoặc là chúng ta dùng để cắt ghép nền khi mà chúng ta hát và giao lưu với lại những cái câu lạc bộ ca hát. OK, thì chúng ta xem lại. OK, mình sẽ kéo cái hiệu ứng sương mù ra một xíu do là nó hơi ngắn. Và mình sẽ cắt những cái phần thừa ra. OK, chúng ta sẽ xem lại. OK, khá là đẹp, khá là tương đối rồi các bạn.
cuối cùng đó là khi mà các bạn cảm thấy cái sân khấu của các bạn đã ok và đẹp mắt thì bây giờ chúng ta chỉ cần bấm nút lưu lại và chúng ta sẽ xuất video này ra. Thì tùy theo loại máy thì chúng ta sẽ có những cái chế độ phân giải khác nhau mà chúng ta sẽ lựa chọn cho phù hợp. Và các bạn chỉ cần bấm vào lưu dưới dạng video, như vậy là chúng ta đã hoàn tất. Ok, như vậy là chỉ bằng với những cái thao tác cực kỳ đơn giản và ai cũng có thể làm được, chúng ta đã tạo ra được một cái sân khấu cho riêng mình. Và video đến đây cũng xin kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và đừng quên là nhấn cho mình một like, một lượt đăng ký và chuông thông báo để nhận video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.